Vâng, thưa quý vị, đề tài của chúng ta hôm nay là pháp luân công. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về phong trào này. Thưa các anh chị, pháp luân công ra đời vào cái khoảng thời gian cuối cùng của cái giai đoạn mà phong trào khí công bùng nổ tại Trung Quốc. Khí công là một phương thức tập luyện, mục đích là để cải thiện sức khỏe của mình với những cái sự kết hợp của những động tác ở trên thân thể, di chuyển nhẹ nhàng, kiểm soát hơi thở cũng như là thiền định. Thì khí công được biết như là một phương thức y học cổ truyền của người Trung Hoa mà từ trước cho đến nay những vị tu sĩ của Phật giáo hay là các vị học giả của Nho giáo hay là các vị võ sĩ của Đạo giáo, họ đều sử dụng một môn khí công như là một cái phương thức để tập luyện với mục đích là để cải biến cái tình trạng sức khỏe của mình cũng như là thanh tẩy tâm hồn của mình, cải thiện sức khỏe tinh thần, thể chất cũng như là đạo đức. Thì vào thập niên 50 ở bên Trung Quốc thì phong trào khí công bắt đầu bùng nổ. Người ta bắt đầu tập luyện khí công rất là nhiều và người ta chỉ được biết đến khí công như là một cái phương thức tập luyện để cho sức khỏe thôi, chứ hoàn toàn trong lĩnh vực tôn giáo và tâm linh ấy, người ta không được quyền nhắc đến. Bởi vì chúng ta cũng biết rồi, tùy vào cái nơi nào chúng ta ở mà chúng ta được quyền tự do ngôn luận hay là tự do tôn giáo hay tự do hội họp. Và cho đến thập niên 70 thì phong trào khí công lên đến đỉnh điểm, bùng nổ rất là dữ dội. Đã có trên dưới là khoảng nhiều chục triệu người học cái bộ môn khí công. Và cũng nhờ như thế mà có nhiều người làm được ra nhiều tiền. Những người ta có kinh nghiệm trong bộ môn khí công, người ta bắt đầu modify lại. Và như vậy đã có trên dưới 2.000 bộ môn khí công được đưa ra và được sử dụng để người ta tập luyện. Và có nhiều người ta có uy tín cũng như người ta có kinh nghiệm, người ta trở thành những vị thầy dạy bộ môn khí công. Và họ mở những cái trường để dạy. Cho nên có rất là nhiều những trường phái khí công khác nhau. Nhưng mà tất cả các cái trường dạy đó, các ông thầy đó đều phải đăng ký và phải nằm dưới sự giám sát chặt chẽ của chính quyền trung ương. Bây giờ trở lại với phong trào Pháp Luân Công. Pháp Luân Công khởi xướng vào thập niên 90, tức là khoảng năm 1992. Và người sáng lập ra Pháp Luân Công là ông Lý Hồng Chí. Lần đầu tiên ông ra mắt bằng một cái seminar nói về Pháp Luân Công. Thì chúng ta được biết như là người này là người sáng lập ra Pháp Luân Công. Tuy nhiên qua cái sự trình bày của ông thì chúng ta thấy cái phương thức mà tập luyện khí công của Pháp Luân Công á, nó cũng không khác gì mấy so với những cái trường phái khí công ở ngoài kia. Tức là cũng kiểm soát hơi thở của mình, cũng thiền định và cũng có những cái chuyển động trên thân thể một cách chậm rãi, thư thái để mà cải thiện sức khỏe. Tuy nhiên, cái điểm khác biệt mà ông Lý Hồng Chí ông nhắc đến đó là ông nhắc đến khía cạnh tâm linh ở trong bộ môn này. Ông theo ông á, thì ông cho biết là ông đã có một cái quá trình học hỏi và chứng nghiệm tâm linh qua sự dạy dỗ của những vị thầy của ông là những vị đạo sư. Và chính vì thế mà ông phải nói như là ông được giác ngộ. Và ông cho biết là đây là một bộ môn nó đã tồn tại từ lâu đời lắm rồi, nhưng mà dường như là nó đã bị lãng quên ở trong cái khía cạnh tâm linh. Và chính vì thế ông khôi phục lại, tập luyện lại bộ môn khí công và mang lại cái khía cạnh tâm linh mà người ta đã từng bỏ quên ngày trước để vào trong cái bộ môn Pháp Luân Công này. Thành ra là cái mục đích của một người nếu mà tu tập Pháp Luân Công á, thì không chỉ đơn thuần là cải thiện sức khỏe, thể chất và tinh thần, mà người đó còn cải biến được tâm linh. Người đó được nhờ cái cách tu luyện của Pháp Luân Công, người đó sẽ được thanh tẩy tội lỗi cũng như là cải thiện được linh hồn của mình cho trong sáng và để đạt đến cái mục đích cuối cùng mà Pháp Luân Công đưa ra, đó là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên đó là cái sự khác biệt giữa Pháp Luân Công và những trường phái khí công ở ngoài kia. Pháp Luân Công có những cái bài giảng liên quan đến vũ trụ, cái sự liên hệ của vũ trụ với lại mạng sống của con người, rồi có những cái bài giảng liên quan đến tâm linh, huyền bí hay là tôn giáo. Và đặc biệt là Pháp Luân Công nói đến cái giá trị đạo đức của một cá nhân. Thì
qua những cái bài giảng của Pháp Luân Công kèm theo những phương thức tập luyện của họ đó, thì chúng ta thấy có mang cái xu hướng, tức là cái chiều hướng tu tập của Phật giáo, cũng như là những cái đòi hỏi về cái trình độ đạo đức của một cá nhân đó, thì chúng ta thấy nó có cái ảnh hưởng của đạo giáo cũng như là khổng giáo. Và đặc biệt Pháp Luân Công nói nhiều đến cái cách mà con người ta phải lập hạnh nhé, để mà đạt được cái thành quả lớn lao trên bước đường tu tập. Và khi Pháp Luân Công được ra đời đó, thì thủ ban đầu đó thì được sự ủng hộ của chính quyền trung ương, họ rất là phải nói là support Pháp Luân Công. Nhưng mà sau một thời gian đó, thì thấy Pháp Luân Công đã phát triển một cách mạnh mẽ, phong trào lên đến cao điểm, có khi đến cả bao nhiêu chục triệu người học tập Pháp Luân Công. Và hơn nữa, cái vấn đề ở đây đó là Pháp Luân Công không muốn nằm dưới sự giám sát của chính quyền trung ương. Cho nên bắt đầu từ đó, nó nuôi dưỡng những cái ý tưởng được xem như là Pháp Luân Công sẽ là một cái mối đe dọa tiềm tàng cho chính phủ, gây bất ổn cho xã hội, gieo rắc mê tín dị đoan. Thành ra là Pháp Luân Công lúc đó bị xem như là một giáo phái dị giáo, tà đạo, để cho con người ta bị mê lầm, rồi gieo rắc mê tín dị đoan, làm ảnh hưởng đến cái trật tự xã hội. Và những cái bài viết tuyên truyền với mục đích tuyên truyền được đưa ra nhằm mục đích là để đả phá Pháp Luân Công, thì những người học viên của Pháp Luân Công họ phản ứng bằng cách là họ đến những cái nơi, những cái trụ sở của những tòa báo, nơi mà đưa ra những cái bài báo viết về Pháp Luân Công một cách không có được tốt đẹp như vậy đó, họ biểu tình, họ tấn công, rồi họ làm những cái cử chỉ mạnh bạo, họ bắt là phải lấy những cái bài báo đó xuống. Và chưa xong nữa, họ còn tấn công cả những tòa nhà công quyền nữa, họ kéo nhau đi, có khi họ tỏa kháng biểu tình đến cả 10.000 người ấy. Thì chính vì lẽ đó đó mà nó làm mầm mống của cái sự trấn áp Pháp Luân Công sau này và cho đến bây giờ luôn. Cho nên từ cái sự việc đó xảy ra thì Pháp Luân Công đã bắt đầu bị đàn áp một cách khốc liệt. Thì chúng ta thấy là bị đàn áp trên toàn lãnh thổ của đất nước nơi nó được sinh ra. Chúng ta không cần phải đi sâu vào chi tiết, chúng ta sơ qua chúng ta cũng đọc thấy là cái phong trào này nó bị đàn áp khốc liệt như thế nào ở ngay tại cái xứ sở mà nơi nó được ra đời. Và cho đến bây giờ nó cũng vẫn còn tiếp tục bị đàn áp. Đến năm 1996 thì người sáng lập Pháp Luân Công là ông Lý Hồng Chí, ông mới di rời qua bên Mỹ, ông ở tiểu bang New York. Và Pháp Luân Công đặt trụ sở tại đó, nhưng mà tất cả đều nằm dưới cái sự điều hành của một mình ông thôi. Và ở thành phố Deer Park, Pháp Luân Công có một cái khoảnh đất tương đối là rộng, khoảng chừng 400 mẫu Anh. Ở trong đó thì có, theo như tôi tìm hiểu thì thấy là có một cái nơi để thờ phượng, cũng có trường để dạy về Pháp Luân Công, và họ cũng có một đoàn vũ riêng của họ. Và bây giờ thì chúng ta thấy họ có trang mạng xã hội riêng, họ có những cái bài giảng được để lên các trang mạng xã hội, cũng như là những cái hoạt động của họ, và họ có nguyên cái trang website cũng nói về tin tức. Cái cách tu tập của Pháp Luân Công thì họ đặt cái giá trị đạo đức là cái nền tảng căn bản để một người tập luyện Pháp Luân Công. Bởi vì họ quan niệm rằng như thế này: vũ trụ là nguyên thủy, vũ trụ không bao giờ thay đổi hết. Và con người khi sanh ra đó, thủ ban đầu cũng giống như vũ trụ vậy. Cho nên chúng ta hay có câu nói là nhân chi sơ tánh bản thiện là như vậy. Khi chúng ta sanh ra thủ sơ khai đó, chúng ta chưa biết cái gì hết. Chúng ta thân tâm chúng ta rất là tinh thần, chúng ta tâm hồn chúng ta nó rất là trong sạch. Nhưng mà khi chúng ta lớn lên rồi, chúng ta bước vào trong cái vòng xoáy của cuộc đời với những cái tham vọng, những cái dục vọng, những cái gì mà nó lôi cuốn chúng ta vào, với những cái ước mơ mà chúng ta muốn đạt được, cho nên chúng ta xa rời cái bản thể thật của chúng ta. Chúng ta bắt đầu có những cái dã tâm, chúng ta bắt đầu có những cái mong ước, và chúng ta bắt đầu có thể là làm những chuyện ác, chúng ta có thể chà đạp lên nhau để mà đạt được cái mục đích của mình, cho nên con người mới tạo ra nghiệp. Và như vậy thì con người sẽ xa rời cái bản thể thật của vũ trụ, con người sẽ không thể nào mà thoát nghiệp để mà được đắc đạo, được giải thoát theo như là cái đường hướng tu tập mà Pháp Luân Công muốn có. Thành ra để đạt được cái điều này, con người phải tập luyện cho mình cái tính gọi là chân, thiện và nhẫn, tức là đức tính nguyên thủy của vũ trụ đó.
trở về bản thể chân thật, sống thiện lành và nhẫn nhịn để mà tiêu nghiệp của mình đi và đạt được phước đức. Thành ra một người học viên của Pháp Luân Công đó, họ phải rèn luyện cái tâm tính của họ, họ phải loại bỏ những cái đức tính xấu, ví dụ như là tham lam, dục vọng, ghen tuông, tranh đấu, trộm cắp, lường gạt, vân vân, hay là những cái thói hư tật xấu trong cuộc sống như là cờ bạc, rượu chè, vân vân đó. Thì đó là những cái mà nó làm cho con người ta xa rời với cái bản thể thật của vũ trụ. Thành ra chúng ta phải loại bỏ cái tánh xấu đó để mà bớt nghiệp đi. Khi mà chúng ta không còn tạo, là không còn làm những cái việc xấu nữa, thì chúng ta không còn tạo nghiệp. Và khi không còn tạo nghiệp như vậy thì chúng ta sẽ không phải trả nghiệp cho tương lai. Bên cạnh đó, để mau được giải thoát, mau hết nghiệp đó, thì một cá nhân phải cố gắng tích đức, tức là phải hành thiện, phải sống làm sao đạt đức tử tế, phải sống chân thật và phải biết nhường nhịn, kiên nhẫn, phải tập cho mình cái thói quen, tức là gặp những khó khăn trong cuộc sống là phải cố gắng nỗ lực để vượt qua, phải rèn luyện cho mình cái tính kiên nhẫn. Ví dụ như là bị ai tấn công thì mình không tấn công lại, bị đánh thì cũng không có đánh lại, và phải kiên nhẫn để mà đi qua những cái nan đề. Thì đó là họ khuyến khích là tập luyện những cái tánh tốt như vậy để được trở về cùng với bản thể nguyên thủy của vũ trụ. Thành ra là cái chủ trương của Pháp Luân Công là cố gắng tích đức và tiêu trừ đi nghiệp chướng để mà mau được giải thoát. Thành ra là đó là cái chủ trương tu tập của Pháp Luân Công. Thì tôi thấy là đây là một điều rất là tốt, rất là trong sáng, rất là tốt. Và đối với quan niệm của một số học giả của phương Tây ấy, thì họ cho biết là Pháp Luân Công vận dụng cái y học cổ truyền của phương Đông, rồi đưa ra những cái nguyên lý về siêu hình, nhưng mà lại đi qua những cái gọi là những cái giáo điều của Phật giáo, Khổng giáo và Đạo giáo cũng như là Nho giáo. Nhưng mà có một cái là học viên của Pháp Luân Công họ cho rằng với cái phương thức tu tập như vậy, họ có khả năng chữa trị được tất cả mọi căn bệnh, và cái xác suất thành công nó cao hơn là khoa học rất là nhiều. Cho nên đây là một cái vấn đề gây ra nhiều tranh cãi. Những học giả hay là những chuyên gia về y tế của phương Tây, qua những cái bài viết về Pháp Luân Công, thì người ta cho biết là nếu như mà chúng ta vì quá tin vào phương thức tập luyện như thế mà chúng ta bác bỏ khoa học thì chúng ta đi vào một cái sự hiểu lầm vô cùng là tai hại. Bởi vì bản thân chúng ta gieo rắc ra những cái niềm tin như vậy cho những người khác, thì người ta, ví dụ như trong trường hợp người ta bị những căn bệnh nan y, người ta không có chịu đi tìm đến khoa học để chữa trị, mà người ta cứ lo tập luyện để hết như vậy, thì không biết là có bao nhiêu người được lành bệnh không, mà không biết là có bao nhiêu người bị mất mạng hay không. Cho nên họ cho rằng nếu mà sử dụng phương pháp tập luyện để cải thiện sức khỏe thì điều đó không có gì là sai. Nhưng nếu chúng ta cuồng tín đến cái mức mà chúng ta tin vào huyền bí quá mà bác bỏ cái thực tế đó, thì đây là một cái điều cần phải coi lại, nó gây ra nguy hiểm cho người khác. Và Pháp Luân Công bên cạnh cái vấn đề phải tu luyện bằng cách là thực tập cái tánh hạnh của mình ấy, thì có những cái bài tập về khí công của họ. Họ có 5 bài, tất cả 5 bài căn bản. Thì cái bài đầu tiên là Phật triển thiên thủ pháp. Bài này mục đích là để điều động năng lượng, tức là làm sao để năng lượng mình nó tự lưu thông ở trong thân thể. Thì cái bài tập này là tập với tư thế đứng. Và như vậy đó, mục đích của bài tập này là để khai thông kinh mạch, tức là để cho máu huyết lưu thông. Và bài tập thứ hai đó là Pháp Luân Trang Pháp. Bài tập này cũng là với tư thế đứng, nhưng mà mục đích là để khai triển thần thông, có thêm được sức khỏe, sức mạnh, cũng như là có thêm được cái kiến thức, tức là khi mình ôm cái bánh xe đạo pháp như vậy này, thì mình sẽ hấp thụ vào được đó những cái sáng suốt, những cái phải nói là những cái sự minh triết của đạo pháp. Và cái bài thứ ba là quán thông lưỡng cực pháp. Bài này mục đích là cũng là ở trong tư thế đứng luôn, nhưng mà bài này mục đích là để tẩy những cái năng lượng xấu ra khỏi cơ thể và hấp thụ những cái năng lượng tốt vào trong cơ thể. Và cái bài thứ tư là bài Pháp Luân Chu Thiên Pháp. Bài này cũng là để điều động năng lượng lưu thông. Và bài cuối cùng là bài Thần Thông Gia Trì Pháp. Bài này thì với tư thế là thiền định, thành ra người ta ngồi kiết già và người ta thiền định. Thì đây là 5 bài tập căn bản của Pháp Luân Công.
cộng thêm những cái bài giảng về tâm linh huyền bí và đạo đức mà một người học viên cần phải áp dụng trong đời sống hàng ngày. Như vậy thì người ta quan niệm rằng nếu mà chúng ta thực hành đều đặn và kiên nhẫn á, thì chúng ta sẽ phát triển được ra khả năng huyền bí. Những khả năng huyền bí như là tha tâm thông, thiên nhãn thông, có được khả năng tiên tri và đọc được tư tưởng của người khác, vân vân. Thì học viên của Pháp Luân Công họ cho rằng họ học cái này đó thì họ phát triển ra được những khả năng như vậy. Thành ra họ cho rằng họ trị bệnh và họ không đi đến với khoa học nữa. Thế nhưng ông Lý Hồng Chí thì ông lại khuyên những người học viên đó là không nên quá đam mê vào thần thông, mà nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái cứu cánh cuối cùng của Pháp Luân Công, đó là chúng ta không có giải thoát được sanh tử luân hồi. Bởi vì chúng ta tu bởi vì chúng ta quá mê thần thông và chúng ta không có làm cái gì khác hết, chúng ta sẽ bị mê lầm mà chúng ta không có được giải thoát. Thì cái điều này nó cũng tương tự như là những gì mà Đức Phật đã từng nói cách đây mấy ngàn năm. Ngài khuyên môn đệ của Ngài là không được quá đam mê thần thông. Như vậy sau này nó sẽ ảnh hưởng đến cái bước đường giải thoát của tín đồ Phật giáo. Và rất là nhiều học viên của Pháp Luân Công khi mà tôi tìm hiểu thì họ nói rằng họ tu luyện cái cách này đó thì họ hết được cả bệnh ung thư, bệnh tiểu đường, bệnh liệt, bệnh nói tóm lại là rất là nhiều bệnh nan y mà họ cho rằng 80-90% là họ khỏi bệnh. Và ngay cả bệnh dị ứng hay là có những người còn đưa ra những cái testimony phải nói là rất là đáng không phục. Nhưng mà cái này á, nó gây nhiều tranh cãi lắm. Bởi vì những người theo y khoa của phương Tây người ta cho rằng cái điều này là không có đúng với lại thực tế. Bởi vì những cái testimony nó được đưa ra hoàn toàn không có được một cái căn bản nào, một cái bằng chứng nào mà y khoa họ chấp nhận là có hết á. Tức là chỉ là những lời nói thôi chứ không có căn cứ khoa học gì cả. Mà nếu mà chúng ta cứ nói như thế mà không có căn cứ khoa học, rồi người khác người ta cuồng tín người ta nghe theo thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người ta. Cho nên là cái vấn đề mà tập Pháp Luân Công mà hết được tất cả những căn bệnh nan y là một vấn đề mà các học giả phương Tây họ bàn luận rất là nhiều. Họ nói rằng đây là họ không có đồng ý với điều này. Và chủ trương của Pháp Luân Công tu tập á, họ không có ràng buộc gì hết. Tức là như là họ không có một cái tổ chức chính quy nào hết á. Ví dụ như tôi cũng có thể tập được Pháp Luân Công, anh cũng có thể tập được Pháp Luân Công, miễn là tôi đi theo đúng cái chủ trương mà họ đưa ra là tôi phải lập hạnh, tôi phải sống thiện lành, tôi phải từ bỏ những cái thói xấu và tôi tập luyện những cái bài mà họ đưa ra. Thì nếu mà mình theo như thế thì mình trở thành học viên của Pháp Luân Công. Không có một cái ràng buộc gì cả và cũng không có một cái chi phí nào hết á. Và người ở tôn giáo nào cũng có thể tập luyện Pháp Luân Công được cả. Rất là dễ dàng. Chỉ có một cái điều duy nhất mà họ đặt ra, nó phải nói là họ cho rằng đó là cái điều khắt khe nhất thôi. Đó là một người nó phải sống thiện, phải sống đạo đức, phải làm sao mà tiêu nghiệp của mình đi, tích đức của mình để mà đạt được cái cứu cánh cuối cùng, đó là giải thoát. Và cái quan điểm của Pháp Luân Công về vấn đề hôn nhân cũng thế. Họ cho rằng học viên tức là không có bị ràng buộc về vấn đề tôn giáo, cũng không bắt phải ăn chay, cũng không bắt phải quy y hay là xuất gia, và mình vẫn hòa nhập vào trong cuộc sống bình thường, mình vẫn nhập thế, mình vẫn đi làm kiếm tiền lo cho gia đình, mình vẫn lập gia đình như bình thường. Nhưng mà họ khuyên là không nên quá mê chấp vào cái vấn đề lăn vào xã hội để kiếm tiền hay là lao vào những cái con đường mà nó đưa cho chúng ta đến những cái tham vọng, những cái danh vọng, nó sẽ làm cho chúng ta vướng vào cái vòng xoáy của cái nghiệp quả, thành ra chúng ta sẽ khó mà tích đức được. Thành ra họ khuyên là không tham gia vào chính trị hay là xã hội, cũng không quá mê tiền bạc, ở một cái mức độ nào vừa phải thôi chứ đừng có quá đam mê. Nhưng mà có một điều, họ không có đồng ý hôn nhân đồng tính. Họ cho rằng như vậy đó thì sẽ không tu tập được được đạt được kết quả. Thì đó là cái quan điểm của họ. Và những cái sách vở của Pháp Luân Công thì các anh chị có thể tìm thấy, bây giờ cũng dễ dàng lắm. Họ có những cái bài viết rồi có đưa ra bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Và những cái bài giảng chủ yếu là ở trên các trang mạng xã hội mà do một mình ông Lý Hồng Chí ông ấy lo. Và cái biểu tượng của Pháp Luân Công thì chúng ta thấy rồi, đây là cái biểu tượng
hình tròn. Hình tròn này là tượng trưng cho là bánh xe của đạo Pháp. Và cái biểu tượng của Pháp Luân Công thì chúng ta nhìn thấy là có mang cả hình ảnh của biểu tượng của Phật giáo và đạo giáo luôn. Tức là ở giữa là biểu tượng của Phật giáo, là đây là tượng trưng cho Đức Phật. Rồi đó là rồi bốn bên thì chúng ta thấy là bốn cái hình chữ vạn nhỏ, chữ vạn lớn là ở giữa là Đức Phật, bốn hình chữ vạn nhỏ là các chư Phật ở tứ phương. Rồi bên cạnh đó chúng ta thấy là có hình của âm dương. Như vậy là biểu tượng này là biểu tượng của đạo giáo, cho nên qua đây chúng ta có thể thấy rằng Pháp Luân Công có hòa trộn cả chủ trương Phật giáo cũng như là đạo giáo. Và Pháp Luân Công không có một cái tổ chức hữu hình hay là chính quy nào hết. Tức là ví dụ như một tông phái hay là một tôn giáo họ có một cái tổ chức, họ có một cái tổ chức hữu hình, họ có nơi có lập ra một như một cái hội đoàn vậy đó, người ta cùng nhau đến để sinh hoạt, hay là người ta có nơi thờ tự, hay là người ta có thâu nạp môn đệ hay là hội viên vân vân. Nhưng mà Pháp Luân Công thì không có, ai cũng có thể tập luyện Pháp Luân Công được hết nếu người đó cảm thấy phù hợp. Thành ra là chúng ta thấy không có một cái tổ chức hữu hình chính quy nào, cũng không có thâu nhập môn đệ, cũng không có thâu tiền chi phí, cũng không có một cái ban điều hành nào hết. Ở tất cả là nằm trong tay của ông Lý Hồng Chí. Thì những cái bài giảng, những cái bài nói chuyện đưa ra là đều là đưa lên qua trang mạng xã hội thôi, chứ không có một cái hoạt động nào mà chúng ta thấy như là bình thường như các nơi khác, các tông phái hay là các hội đoàn khác họ cùng nhau sinh hoạt hết. Cho nên là chúng ta phải nói là khó có thể gọi đây là một tôn giáo. Bởi vì một số học giả phương Tây họ cho rằng Pháp Luân Công kết hợp y học cổ truyền của Trung Hoa cộng với những cái bài giảng liên quan đến tâm linh huyền bí, siêu hình và tôn giáo, thì họ cho rằng Pháp Luân Công có thể gọi đây là một tôn giáo. Nhưng mà theo tôi tìm hiểu thì tôi không nghĩ Pháp Luân Công có đủ điều kiện để chúng ta gọi là một tôn giáo. Lý do đó là các anh chị nhìn thấy cái biểu tượng của Pháp Luân Công không? Trong đó có cả Phật giáo và đạo giáo. Và Pháp Luân Công, ví dụ như nếu mà là một tôn giáo á, thì chúng ta phải có giáo điều riêng, chúng ta phải có cái đường hướng riêng, và chúng ta phải có hệ thống tăng lữ riêng. Và chúng ta không có bị dính vào với bất cứ một cái tôn giáo nào khác, chúng ta phải hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà Pháp Luân Công không có đủ cái tiêu chuẩn đó. Và Pháp Luân Công cũng không có hệ thống tăng lữ, cũng không có giáo điều, cũng không có tổ chức, không có sự sắp xếp, không có cái gì hết. Thành ra là chúng ta chỉ có thể gọi Pháp Luân Công như là một phong trào tập luyện kết hợp cả y học và kết hợp cả những cái sự giảng dạy ở trong cái nền văn hóa của Trung Hoa để cho con người ta sống đạo đức, và trong đó nó có liên quan đến tâm linh nữa. Thành ra tôi nghĩ là mình gọi đây là một phong trào, hoặc là nếu mà các anh chị mà chuyên về tu tập thì các anh chị có thể gọi đây là một cái tông phái vậy thôi, chứ không thể nào gọi đây là một cái tôn giáo được cả. Và cái đường hướng thì cũng giống như là của đạo Phật thôi, tức là cố gắng tu tập làm sao, hành thiện tích đức làm sao để mà đạt được cái thành quả cuối cùng, đó là giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và trong cái quá trình mà chúng ta hành thiện để tích đức như vậy đó, thì chúng ta phải chịu nhiều gian nan và khổ ải. Chúng ta phải từ bỏ những cái tham mê, cái đam mê, cái tham vọng của mình thì chúng ta đã khổ rồi, phải không ạ? Chúng ta phải rèn luyện cái tánh đó, tức là cái tánh chân thiện và nhẫn mà họ đã đặt lên, họ đề cao lên là cái căn bản để mà một người tập luyện Pháp Luân Công. Thì tôi thấy nó cũng tương tự như là những tôn giáo khác. Ví dụ như bây giờ Kitô giáo đi, nếu chúng ta muốn được đi lên thiên đàng thì chúng ta phải thực hành 10 điều răn, phải sống làm sao đúng theo chuẩn mực của 10 điều răn. Hoặc là chúng ta theo Phật giáo thì chúng ta muốn được giải thoát thì chúng ta phải theo chuẩn mực của ngũ giới. Thì Pháp Luân Công cũng vậy, họ cũng dựa theo cái đó để mà họ đưa ra cái món quà, tức là cái thành quả, tức là cái kết cục của mình là mình được giải thoát. Nhưng mà trên cái bước đường tu đó, cái mà chúng ta thực hiện được á, là chúng ta lập hạnh, phải không ạ? Chúng ta sửa đổi tính tình, chúng ta trở nên người lương thiện hơn. Thì cái đó phần lớn chúng ta hết lòng thì chúng ta làm được. Còn cái thành quả lớn lao để đạt được giải thoát thì là những sự hứa hẹn cho tương lai mà chúng ta chưa có chứng nghiệm được. Tuy nhiên, để tu để đạt được giải thoát và tu để phát triển được ra khả năng thần thông, đạt được siêu phàm và để trị tất cả, phải nói là trị được bá bệnh đó, thì cái điều này chúng ta bắt đầu có thể phân tích. Bởi vì theo những quan điểm của tâm linh học và kinh nghiệm làm việc
và những cái bằng chứng mà các anh chị đến đây cùng làm việc với chúng tôi, thì chúng tôi có thể mạnh mẽ nói rằng thần thông không phải là do chúng ta tập luyện mà chúng ta có được. Thần thông là do thần thánh ban cho chúng ta, và nếu mà chúng ta có được khả năng thần thông là chúng ta có một sứ mệnh. Thần thông không phải ban cho chúng ta để chúng ta trở thành người đặc biệt hơn người khác. Chúng ta có sứ mệnh để làm việc, mà làm việc đó là chúng ta phải làm đạo. Và cái sự khác biệt giữa thần thông mà chúng ta được thần thánh ban cho để làm việc đó là các anh chị kiểm soát được thần thông của mình. Tôi đặt ví dụ, lát nữa có thể là trong phần thực hành chúng ta sẽ thấy được. Các anh chị đến đây, các anh chị cố gắng làm việc, các anh chị sẽ được người trên trang bị cho những cái phương tiện. Ví dụ như mình đi làm cảnh sát đó, nếu mà chúng ta đi làm cảnh sát thì chúng ta sẽ phải được ông sếp của mình hay là cái department của mình trang bị cho mình một số phương tiện để mình làm việc, phải không ạ? Thì các anh chị làm đạo cũng vậy. Nếu các anh chị đứng mà nói đạo không, sẽ khó mà thu phục được người ta. Cho nên thần thông là phương tiện được bề trên trang bị cho mình để chúng ta dùng đó, chúng ta thu phục lòng người, chúng ta dễ nói đạo với họ. Và thần thông và thần thánh ban cho chúng ta kiểm soát được. Ví dụ như là một chị cần phải đi tìm một có một người khách đến nhờ, và người hội viên đó cần phải xuất hồn để tìm linh hồn của người quá cố đã ở đâu, cảnh giới nào, thì họ chắp tay lên và họ xin thiêng liêng cho họ được xuất hồn liền, và khi họ muốn trở về, họ trở về được liền. Trong khi đó, thần thông nếu mà chúng ta quan niệm rằng chúng ta cố gắng tu tập chúng ta đạt được thì nó lại khác với lại thần thông mà chúng ta được ban. Ví dụ như bây giờ tôi rất là yêu thích một bộ môn nào đó, và khi tôi bước vào, tôi học hỏi, tôi cố gắng hết sức, tôi lập hạnh, tôi sửa đổi bản thân của mình, và tôi cung phu, tôi trì chú, tôi thiền định đều đạt đúng như là quy ước của vị giáo chủ của môn phái đó đưa ra với lại thần thánh, thì có một lúc nào đó tôi sẽ được xuất hồn, hoặc là có một lúc nào đó tôi sẽ được mở nhãn, thì tôi cho rằng đó là tôi đã đạt được thần thông. Nhưng cái thần thông đó tôi không kiểm soát được. Không phải lúc nào tôi muốn mở nhãn tôi cũng mở được, không phải lúc nào tôi muốn xuất hồn tôi cũng xuất hồn được. Thế thì tại sao tôi lại được cái đó mà tại sao tôi lại không kiểm soát được? Thưa anh chị, là bởi vì cái thần thông đó là cái thần thông ban cho chúng ta, nhưng mà chúng ta không sử dụng được, chúng ta không dùng nó để làm việc được, là bởi vì chúng ta không hiểu nguyên lý siêu hình. Thần thông đó mục đích ban cho chúng ta là bởi vì để khuyến khích chúng ta là chúng ta đã làm tốt. Trong quá trình tôi tu tập, tôi đã sửa đổi rất là nhiều thánh xấu, đẹp lòng bề trên, cho nên các ngài ban đến cho tôi một cái ấn chứng bằng cái phương tiện thần thông như vậy đó, là mục đích là để khuyến khích cho tôi cố gắng hơn nữa, thì tiếp tục hơn nữa, bởi vì tôi đã làm đúng, tôi đã lập hạnh đúng rồi. Thì ở đây chúng tôi gọi thần thông đó như là một dạng ấn chứng để cho thấy là bề trên đã chứng cho cái thành quả tu tập của mình, nhưng mà chúng ta không thể sử dụng được để chúng ta đi làm đạo, bởi vì chúng ta không biết kiểm soát. Thì đó là cái sự khác biệt của thần thông để chúng ta hiểu được. Thành ra để nói rằng khi mà chúng ta cố gắng tu tập hết sức mình để chúng ta khai triển ra thần thông bằng những phương pháp tu tập, thì có một số trường hợp những vị tu tập như thế họ có được thần thông, nhưng mà đó là những ấn chứng, và lúc đến lúc đi, lúc mình không nghĩ đến thì lại đến, và lúc mình mong cầu thì lại không đạt được. Thì đó là sự khác biệt để các anh chị thấy rõ. Rồi một cái nữa đó là nhiều cái tranh cãi đưa ra, tại sao tu tập pháp luân công mà người ta lại có thể hết được những căn bệnh, mà ngay cả những căn bệnh vô cùng là khó chữa, ngay cả những căn bệnh nan y. Thì thưa các anh chị, chúng ta phải tìm tím trên con đường tu tập của mình. Nếu như chúng ta bị những căn bệnh nan y, chúng ta phải đi bác sĩ chuyên khoa để theo dõi. Theo như là kinh nghiệm làm việc của Hội Tâm Linh Học từ bấy lâu nay, chúng ta không thể nào quá cố chấp vào con đường tu, quá mê lầm để rồi chúng ta rời bỏ cái thực tế. Y khoa hay là sự văn minh được đưa đến cho nhân loại cũng là sự cho phép của bề trên. Không có gì sai nếu chúng ta tin tưởng vào đấng tạo hóa, nhưng chúng ta phải tỉnh táo để chúng ta đi nhờ những cái phương tiện y khoa để giúp đỡ cho căn bệnh của mình. Điều đó không có gì là sai cả. Vào đầu tuần lễ này, ở tại Mỹ có một ông mục sư, một vị mục sư vừa mới qua đời vì bị Covid. Ông mục sư này rất là nổi tiếng, và ông có nguyên một cái hệ thống truyền hình của ông. Và cái hệ thống đó là hệ thống để giảng đạo, tức là một cái chương trình truyền giáo của ông trên đài truyền hình. Ông là người creator ra cái hệ thống truyền hình đó, mục đích là để giảng đạo. Nhưng mà ông mục sư này, ông bài bác cái vấn đề chích ngừa. Ông cũng bài bác vấn đề Covid.
Ông nói là không có cái gì tác động được đến nếu mà chúng ta giữ vững cái đức tin nơi Đức Chúa Trời, thành ra không có cần phải đi chích ngừa. Và kết quả là ông đã qua đời, ông vừa qua đời vào đầu tuần này. Thì ở đây tôi muốn nói lại là cái niềm tin của mình tin tưởng nó tốt, nhưng mà mình phải tin làm sao cho nó đúng. Nhất là khi mình đứng ở một cái vị trí là một người truyền giáo, mà nếu mình đưa ra những cái lời khuyến dụ người ta để người ta tin lầm, thì có thể là không biết bao nhiêu người tín đồ của ông cũng đã mất mạng bởi vì họ không đi chích vaccine. Nên thưa các anh chị, không có gì là sai nếu chúng ta tin và đứng chúng ta thờ phượng, nhưng mà chúng ta tin một cách tỉnh táo và chúng ta phải nương theo y khoa nếu như chúng ta có nhu cầu. Điều đó không có gì là lỗi lầm cả. Vì vậy, nếu chúng ta có những căn bệnh ngặt nghèo, chúng ta phải đi bác sĩ chuyên khoa để chữa trị. Tuy nhiên, có rất là nhiều trường hợp những người học viên, ngay cả của Pháp Luân Công hay cả những tông phái khác nữa, và ngay cả những người đến hội tâm linh học nữa, họ cũng hết được rất là nhiều bệnh, như là căn bệnh dị ứng, hay là bệnh suyễn, hay là bệnh liên quan đến hệ thống hô hấp, hay là liên quan đến hệ thống tiêu hóa vân vân, hay là hệ thống tim mạch, họ hết. Thì tại sao? Có phải họ gặp phép lạ không? Chúng ta có thể nói rằng có phép lạ. Là vì như thế này thưa các anh chị, nếu như mà những căn bệnh mà nó gây ra bởi tính tình của chúng ta, bởi cái thói xấu của chúng ta, bởi cái quan niệm sống của chúng ta, bởi cái chế độ ăn uống của chúng ta và cái cách sống của chúng ta, nếu mà là những căn bệnh đó thì có phần chắc là sẽ được cải thiện. Tôi đặt ví dụ, bây giờ nếu như một người mà lúc nào cũng quọ quọ, khó chịu, nóng nảy, bực dọc hay la hét người khác, thì chắc chắn người đó sẽ có bị ảnh hưởng đến tim mạch hay là máu cao. Còn nếu một người lúc nào cũng cực đoan, ưu phiền, buồn rầu và lo lắng, lúc nào cũng tạo ra trong mình những cái bế tắc, thì người đó sẽ bị ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa. Ăn không ngon, ngủ không yên, tinh thần lúc nào cũng bất ổn, lúc nào cũng ưu phiền, buồn rầu. Còn nếu như chúng ta lúc nào cũng chi li, so sánh, hay là chúng ta kỹ lưỡng quá, chúng ta dễ bị ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp. Tôi không nói 100%, nhưng mà có phần nhiều. Thành ra, hoặc là nếu mà chúng ta sống mà chúng ta buông thả quá đi, chúng ta không có kỹ lưỡng trong cái chế độ ăn uống, hay là cách tập thể dục, hay là cái thói quen nếp sống của mình, chúng ta cũng sẽ có nhiều căn bệnh nó bị sanh ra, nó bị phát sinh ra. Còn ví dụ chúng ta bị dị ứng là bởi vì cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó yếu. Thành ra nếu chúng ta cải thiện cái môi trường sống, chỉ có tập thể dục, ăn uống healthy vân vân, tránh những cái nơi nào khói bụi hay là những cái nơi có những cái chất hóa chất, thì chắc chắn là cái hệ thống miễn dịch của mình nó khỏe hơn, thì cái căn bệnh dị ứng của mình nó sẽ được cải thiện. Thì thưa các anh chị, có rất là nhiều căn bệnh của chúng ta mà do cái thói quen của chúng ta, do tính tình của chúng ta, do cái quan niệm sống của chúng ta mà nó cấu thành. Thành ra nếu chúng ta đến với một pháp môn nào đó chúng ta tu tập, và chúng ta làm theo đúng cái quy ước của vị giáo chủ của pháp môn đó đã đưa lên với lại về trên. Ví dụ như bây giờ anh đến với một tông phái, anh phải lập hạnh, anh phải làm gì đó, những lời khuyên họ đưa ra, và anh nỗ lực, anh cố gắng, anh thực hiện đúng như thế để anh đạt được con đường đạo, thì trong quá trình đó anh đã sửa đổi được rất là nhiều. Ví dụ như tôi không còn nóng nảy nữa, tôi không còn về la hét gia đình nữa, tôi không còn quạo cọ hay không còn càu nhàu, tôi dễ dãi với mọi người, chuyện gì tôi cũng bỏ qua vân vân. Rồi tôi chịu khó ăn uống, tôi chịu khó thiền định. Và các anh chị biết là thiền định nó rất là tốt cho sức khỏe của mình, nó giúp cho tâm của mình nó tĩnh lặng lại. Thì khi mà chúng ta thay đổi cái quan niệm sống, cái thói quen và sửa đổi tính tình của mình á, thì có rất là nhiều phần là những cái căn bệnh mà do tính của chúng ta nó sanh ra đó, nó sẽ được cải thiện, và trong nhiều trường hợp nó còn biến mất nữa. Thành ra người ta nói là ô, tại sao tôi đi tu tập ở Pháp Luân Công của tôi hết bệnh? Đó là lý do như vậy đó, thưa các anh chị. Và chúng ta không cần phải đi Pháp Luân Công, chúng ta có thể đi những tông phái khác. Anh chị có thể đi thiền, đi yoga, có thể đến hội tâm linh học, có thể đến những tông phái nào mà các anh chị yêu thích và hợp với các anh chị. Các anh chị làm theo đúng cái quy ước đó, những cái căn bệnh mà do tính tình của mình nó tạo nên, nó sẽ được cải thiện, và chính bản thân con người chúng ta cũng được cải thiện. Tôi nói như thế này là bởi vì tôi có một người quen, chị nói là chị bị nhiều bệnh lắm, nhưng mà chị không nói chị là bệnh gì hết á. Chị nói chị nhiều bệnh, mà từ ngày chị đi thiền, chị đi học thiền á, chị hết bệnh, nhưng mà cũng phải qua một quá trình, cũng mất mấy năm. Chị nói lúc đầu những người bạn rủ đi thiền đó, chị cũng không muốn đi. Sau đó dần dần chị đi, rồi dần dần chị thích. Cái chị thiền xong bây giờ chị rất là khỏe và chị rất là happy. Gia đình cũng vui vẻ nữa.
thì chị nói tới đó tôi rất là vui chị, và tôi hiểu, tôi buồn cười nhưng mà tôi hiểu là đó là do mình đã sửa đổi được tính tình của mình và thói quen sống của mình, thì tự nhiên mình thấy vui, mình thấy hạnh phúc, mình thấy khỏe và gia đình mình cũng hạnh phúc nữa. Thành ra thưa các anh chị, nếu mà là những căn bệnh do tánh của chúng ta đó, do thói quen sống của chúng ta, do quan niệm sống của chúng ta, thì các anh chị có thể đi nơi nào tu tập mà các anh chị thích, các anh chị hà, các anh chị cũng sẽ được cải thiện cái căn bệnh đó của mình. Thành ra để kết luận cái bài nói chuyện ngày hôm nay, thưa các anh chị, tất cả chúng ta ai cũng đều tu tập được hết. Dù chúng ta là nam, chúng ta là nữ, chúng ta là đồng tính, tất cả chúng ta đều có quyền tu tập. Và tất cả chúng ta, nếu chúng ta là những người có lòng hướng thượng, chúng ta đều nhận được sự hỗ trợ của Thần Thánh. Bởi vì theo quan điểm của Tiểu Thừa hay là Đại Thừa, thì phương tiện là những cái khả năng mà về trên ba cho chúng ta. Nếu chúng ta là những người có lòng hướng thượng, muốn đạt được thành quả trên bước đường tu tập của mình, kinh điển của Đại Thừa có ghi rất là rõ ràng. Cho nên phân biệt đối xử là do con người đặt ra. Thần Thánh không có đặt ra cái vấn đề phân biệt đối xử để nói rằng người nào mới được tu, người nào thì không được tu. Tất cả chúng ta đều bình đẳng như nhau hết. Và nếu Thần Thánh không chấp thì chúng ta không có quyền để chúng ta chấp ai được tu và ai sẽ không tu thành chánh quả, phải không ạ? Thành ra tất cả chúng ta đều tu tập được hết. Và cái con đường tu nào đối với chúng ta cũng đều là con đường tốt hết. Nếu như con đường đó chúng ta chọn, cái giáo điều đó chúng ta thực hành được, cái nguyên lý đó chúng ta hiểu được, chúng ta áp dụng được vào trong đời sống, và cái phương thức tu tập đó khiến cho chúng ta trở nên con người thiện lành hơn, chúng ta tử tế hơn, chúng ta khỏe mạnh hơn, chúng ta biết sống một cuộc sống hạnh phúc và chúng ta mang lại hạnh phúc cho xung quanh hơn, và chúng ta làm được một tấm gương lành cho xung quanh, thì cái con đường tu đó, tông phái đó hay là tôn giáo đó chính là nơi phù hợp với chúng ta để chúng ta đến. Thành ra con đường tu nào cũng được, tông phái nào cũng được, tôn giáo nào cũng được. Hãy tìm cho mình con đường đi nào nó đúng, nhưng mà hãy đi trong tinh thần tỉnh tín. Chúng ta hãy đi trong tinh thần tỉnh tín để chúng ta đạt đạo, bởi vì tu là sửa đổi bản thân và tu là để mở huệ, chứ không phải tu là để chúng ta trở nên cuồng tín. Chúng ta không nên quá mê lầm, tức là mê con đường tu của mình quá mà xa rời với thực tế, cũng gây nguy hại vô cùng. Và nếu chúng ta quá mê thực tế và chúng ta xa rời cái con đường tâm linh, thì linh hồn của chúng ta nó không có được hoàn hảo, nó bị sứt mẻ. Cho nên chúng ta dung hòa tâm linh và đời sống, dùng cái đó là cái căn bản trên bước đường tu tập của mình, để làm sao để trau dồi được trí huệ của mình, trau dồi được đức hạnh của mình, thì đó là con đường tu mà chúng ta cần phải đi. Thành ra nếu như chúng ta dung hòa cả đạo và đời, cân bằng và tỉnh tín, thì chắc chắn tôi tin là ai trong chúng ta sẽ đạt được kết quả cuối cùng là chúng ta được viên mãn cả đời lẫn đạo, chúng ta đạt được thành quả trên bước đường tu tập của mình.